Đây cánh đen cũng là cánh đen cũng tương tự như thế, cũng tự kính lẫn này, cũng có cái lệnh này anh ấn xuống và anh quay. À, hai cái này là quay ngược chiều, nhau. Khi lắp là nó cũng không ngược chiều nhau. Đây nó có cái biểu tượng mở khóa và khóa ở trên cánh này nhau. Đấy, ấn xuống và quay theo chiều đóng à. Khóa thì nó sẽ cái khóa. Này em thấy khóa khóa nào cũng được. Không, khác nhau đấy ạ. Đâu đâu, hai khóa là nó cùng hình khóa thôi. Cùng một hình khóa thôi. Nghĩa là nó có hình khóa và ngược lại là hình mở. Nhưng ý là ý em là nó có cái biểu tượng khóa trên cánh. Khi anh quay là nó khóa, còn khi anh mở thì anh quay ngược lại cái biểu tượng cái khóa. Đấy, ví dụ như này. Thì là nó sẽ mở. Còn khi ấn xuống quay này là lúc mở ra là vẫn phải ấn. Em tưởng xoay là nó cũng khóa. Lúc mở ra là vẫn phải ấn xuống không mới. Cũng phải ấn xuống mới quay lại. Tất cả đều phải ấn xuống và quay. Đây đều cho nó ra cái ngưỡng này ấn xuống và quay. Đấy. Lúc mở ra cũng tương tự vậy. Mở ra thì quay ngược lại nó cũng ấn xuống. Giữ cái tay này giữ cái này. Ấn xuống và quay. Đấy. Thì sẽ nhấp ra. Khi cái này anh sẽ lắp khoảng độ một vài lần là tự khắc anh sẽ quen. Đây thì nó đơn giản. Đấy. Đấy rồi cứ tặng cái này em bật lên để kết nối. Hai cái nút C1 C2 này là cái nút gì anh? Cái nút này là cái nút để chuyển chế độ màn hình. Khi mà khi anh bay nó đang chuyển từ chế độ giống như kiểu là khung cảnh vị trí của máy bay và chuyển sang chế độ ảnh của camera. Như khả năng bây giờ mình mang ra sân luôn này nhỉ? Được rồi, để em kết nối cái này. Cái này chưa bật bật cái này lên được không anh? Được, được. Bật đi, ngại gì, có 100 triệu bạc run thế nhỉ? Không đủ. Pin này được đâu không anh? Pin này mới thì nó được khoảng độ 40 phút. Được khoảng 40 phút như là toàn thời gian bay, nhưng mà mình phải trừ đi cái thời gian an toàn để nó bay trở về. Thì nó sẽ bay được. Nếu tính ra thì nó bay được khoảng độ 20 phút. Hỏi anh đang kẹp đặt cái lấy được ạ? Vâng, đây, đặt lấy cài thì anh bắt wifi xong anh lấy anh đập anh một cái Gmail luôn. Tuyệt vời. Mỗi phòng cái. Không cứ dùng Gmail anh đẩy lên. Cái mật khẩu kia là gì nhỉ, công nhỉ? Anh đẩy clip lên từ 1 đến 8 ơi, phải không? Anh xem được phải chết. 7, 8 luôn. Hắt này là bắt cất cánh lên không anh? Quay dạ không, hắt đấy là cái điểm home. Home là quay lại. Home là cái điểm xuất phát, nghĩa là sân bay đấy. Thì khi mà mình dí vào nút đấy, sau này em sẽ đặt cài đặt là dí vào nút đấy là nó sẽ tự nó quay về cái điểm mà nó cất cánh lên. Mình phải giữ nguyên cái nút home đấy. Giữ cái khi mà nó báo là cất cánh thì là lúc đấy nó báo là về thì là nó sẽ quay về. Khẩu này gì nhỉ? Không nhớ. Cất cánh thì bắt đầu mình ấn lúc nào? Thôi được rồi. Bất từ từ em. Em muốn bay luôn. Được rồi, không cái cứ mình phải mọi thứ mình phải ok hết các thứ thì. Kiểm nâng tầm một là cái gì nhỉ? Tổng cái hộp một hộp này nặng bao nhiêu cân anh? Cái hộp này chắc nó chỉ mấy cân thôi. 3-4 cân gì đấy. Đây là bắt mình cài phần mềm này thì quét anh cái QR này xem là nó mất khẩu cái gì. Báo, báo màu đỏ nó có vấn đề đúng không anh? Không ạ, cái màu đỏ này là nó bay lên là bay nó sẽ cảnh báo đó cho những cái phương tiện bay khác. Quét cho anh xem. Quét gì? Quét mật khẩu ấy. Kết nối luôn rồi. Em vào cái phần tìm kiếm đi. Phần tìm kiếm của Google ấy. Vào Google này. Google nó có cái tìm kiếm người ấy. Đấy đấy đấy. Lúc nãy nó kêu kêu đấy là em đang link giữa hai cái tay điều khiển cái máy bay. Kết nối được đúng không? À. Cái này nó có hiện như kiểu kết nối được là có như nhiều. Nó sẽ hiện. Nó sẽ hiện đấy. Như cái máy đèo đèo kia nó hiện GPS cái nào bắt đầu nó bay được không? Nó sẽ hiện lên đây, nó hiện lên ở đây. Nó cảnh báo cái gì đây? Mạch phòng kích xe này. Hoặc xe 3 nó một ví dụ như ở trong mình đang có một file bản đồ rồi mình đẩy vào nó
vào trong cái phần đẩy vào trong cái máy này luôn này. Vâng, nó sẽ okay. Không, nó sẽ nhận cái file phạm vi thôi, chứ bản đồ thì nó không lên được. Bản đồ nó cũng lên đây được. Vì à, không, không, em chỉ có file một file danh giới ấy. Nó không có một danh giới riêng ấy. Mà file của KML ấy, mình đẩy lên đây được. Được. Đấy, mình đẩy xong mình bay theo một cái danh giới đấy. Được. Mình sẽ bay theo nó. Lần để quay lại màn hình. Ấn hai lần để quay lại màn hình chế. Ấn đếm. Ấn một lần config để vào hệ thống. Rất lòng ngoằng ấy. Đây là vì con quay còn cái shutter này là chụp ảnh. Đây là cái camera là nó nhìn. Hết xuống. Gimbal. Chuyển sang chế độ quay phim, quay ảnh. Zoom camera. À đây zoom ảnh, đây phim. Gimbal. Cái này là quay nét. Tắt này. Bắt đầu quay này. Mình đang bên trái này. Hoặc là ấn luôn trên này được. Cái này thì ra em bay cái bánh răng bên trái này là để làm gì anh? Bây giờ chủ yếu là bánh răng bên trái này. À để quay cái góc camera đúng không anh? Đúng rồi. Đây này góc camera này quay. Tí lát nữa ra kia anh mình sẽ thử. Bây giờ em cài đặt cho nó. Còn bên phải là để zoom camera. Ấn một lần và giữ để mở Smart RTH. Em bay thôi, em phải quay cái máy 10 triệu bay tương đối rồi. Ấn một lần và giữ ok đấy. Smart để mở Smart RTH là gì anh? Smart RTH là Smart Return to Home. À Smart Return to Home là lại. Cái quay điểm lại. Thông minh, chế độ thông minh quay trở về điểm xuất phát đấy. Còn nút này Red Power để tạm dừng file and file viết công anh mình nào. Một pha hiểu đến cặn kẽ mình chèo vẹt phải hiểu chứ là không, cứ cái này anh cứ như thế là tốt, cứ bình tĩnh, bởi vì khi mà anh tìm hiểu được những cái đấy sau này làm thứ nó sẽ rất là dễ. Phải đây nào, tạm dừng vào hover là đứng im tại chỗ hover à. Thì switch chức năng chế độ sport thể thao và chế độ mặc định, có hai chế độ khi mà nó cảnh báo chạm va chạm gì các thứ. Còn chế độ SC là chế độ sport bay bay sport thì nó sẽ mất cái chế độ cảnh báo, cái chế độ cảm biến sport. Đi thì anh có thể va vào tường được. Sport còn này. Nếu anh để nào anh cũng va được vào tường đâu. Sport này nó như gặp dành như... cho bay pro rồi thì anh bay pro rồi đấy, bay sport đúng không? À. Anh tay anh cực kỳ chuẩn rồi thì anh bay sport. Còn cái chế độ này... function này thì nó bay kết hợp với các cái khác thì tốt nhất là mình cũng thử cần tìm hiểu, nó kết hợp với một số cái tính năng của các cái kết nối khác để dạng mình chạy đường phố cái này anh đua xe anh bật lên sport thì ở trên đấy thì anh cho nó bay lên đấy cho anh nói sẽ nói qua cái loa đấy nó sẽ à. Thế thì đi bắt lâm tặc được loại thế đáng mình phải mua cái loại hai đấy nó mới được nào đúng không? Bây giờ em làm à cái này bắt lâm tặc người ta không phải luôn như thế loại nói buộc cái loa vào loa thôi đuổi thôi giống kiểu đuổi khỉ ấy. Cái công dụng mà loa nói được là nó hữu ích lắm, đương nhiên nó tăng cái con hai chức năng lên con hai từ ba thì là nó thích hợp trong cái cứu hộ cứu nạn. Nó sẽ có các nó được có chế độ cảm nhiệt, con này nó cũng có cảm nhiệt, nó cũng có những cái lại tê dòng L dòng T dòng T đấy, cái thì là nó sẽ có cái cảm biến nhiệt. Nhưng con này có vẫn có con này không camera nét nhỉ, ngoài này tốn pin phết nhỉ, lại sáng trưng từ để cho lấy mẹ cho nó cầm được vị trí đấy. Ai nói nhỉ? Mà đánh sáng trưng này nó đang cần một vị trí. Home point updated. Đấy. Check map to confirm. Dịch đi. Bây giờ nó nói là nó ghi nhớ điểm home rồi. Home point record. Đấy, nó sẽ lên vị trí của mình. Đấy, còn lúc trước là nó chưa lên được vị trí của mình. Đấy. Nó tự ghi nhớ à anh? Nó sẽ tự ghi nhớ này, vị trí này của mình.
lúc mình chuẩn bị cất cánh là nó tự ghi nhớ anh. Đây, cho chế độ vệ tinh mình sẽ lên đúng vị trí của mình luôn. Đây. Mới cập nhật update này. Ảnh vệ tinh mới update. À con này dí sang đôi bên là nó xoay à? Đấy, khi mà mình bay thì anh em mình lưu ý cái điểm. À anh bay ấy rồi thì anh biết, nghĩa là nó sẽ bên trên ấy, nếu mà cả một đấy thì nó cảm biến được. Nhưng dây điện hay biết là nó không cảm biến được. À, cái đối tượng nhỏ, đối tượng nhỏ nó không đủ, nó quét nó không đủ nhận diện. Thì là nó sẽ khó. Thế là khi mình tập bay thì đấy nhá, thì các cái nút em lại tạm thời lại cho xuống các thằng này mình sẽ lại lên. Này nhá. Xuống hạ cánh con này lên, nó như nào? Hạ lên, xuống, hạ lên và xuống đây nhá. Nó có hai cái cần này nha anh nhá. Hai cần, một cần bên tay phải và cần bên tay trái này. Cái cần bên tay trái này nhá là lên xuống này. Đây là xuống này. Kéo xuống là xuống này. Đẩy lên là lên này. Và quay sang trang là quay tròn. Đây này, là quay này. Đấy là nó quay. Còn cái này là đi sang ngang, đi sang trái. Vâng, cái tay thì tiến là đi tới, lùi là đi lùi, sang ngang sang trái. Nhưng mà anh lại phải cân nhắc theo cái mũi tên nhá. Khi cái chiều mũi tên này nó quay về đằng nào thì có nghĩa là cái đầu máy bay của mình nó đang quay về đằng đó, thì cái chiều tiến là nó tính theo chiều tiến của cái mũi tên chứ không phải tiến theo cái hướng đứng của mình. Mà đây anh nhìn đây này, ví dụ bây giờ anh muốn cho cái máy bay của anh nó bay ra cổng nhá, thì anh phải quay đây này, anh quay đây này, đây này, quay mũi tên, quay để cho cái mũi tên nó quay ra cổng này đây nhá. Đấy, hoặc là mình quay hướng mình ấy thôi, hoặc quay hướng mình để cho cái mũi tên là nó chỉ thẳng phẳng ra chỗ nào thì đấy việc cùng, xong là đi ấn được không. Mình quay như này thì nó sẽ không quay, bởi vì cái mũi tên này là cái mũi của cái đầu máy bay. Không, cái không phải cái mũi ở đây. Không phải mũi ở đấy đâu. Cái mũi này là chính là đang hiển thị không cái mũi cái của màn cái máy hình. Bay. Không phải của cái màn hình. Nghĩa là cái phần đầu của máy bay. Cái phần đầu của máy bay nó đang chỉ. Nó đang chỉ về đằng nào thì khi mình ấn nút đi thẳng là nó sẽ đi theo cái mũi tên đấy. Đấy, đấy, cái này là cực kỳ quan trọng để khi các anh mà điều khiển bằng tay, các anh muốn đưa nó về vị trí các anh đứng. Nhiều khi nếu mình không xác định được hướng thì anh cứ này, điểm hấp là điểm hôm, điểm hôm là điểm anh em mình đang đứng. Thì khi mà các anh đang bay ở bất kỳ chỗ nào mà các anh muốn cho nó về thì anh quay cái chiều mũi tên đây nhá. Bây giờ em cho nó đi ra luôn ở kia đi. Cho cao lên tí nữa, an toàn. Em cho nó ở đây nó ấy, nên các anh bay các anh cũng phải để ý nhá, bởi vì nó cây cối mình nhiều mà mình bay độ thấp là nó sẽ dẫn đây nhá. Khi mà anh bay ở đâu em không cần biết, nhưng khi các anh muốn nó về, anh muốn điều khiển về chỗ mình thì tốt nhất nếu như anh vào rồi thì anh có thể đẩy lùi nó cũng sẽ về được, nhưng khi mà mình chưa vào rồi thì mình sẽ quay để cho cái chiều mũi tên nó quay về cái chữ H. Chữ H chính là vị trí home boy là của mình rồi. Rồi. Đấy, khi cái mũi tên nó quay về cái chữ H rồi thì anh ấn cái mũi tên tới thì nó sẽ đi về vị trí H, chính là về vị trí của mình. Đấy, là cái này là cái này là rất cực kỳ quan trọng để khi mà mình cho nó bay mà mình muốn cho nó về. Nhiều khi là những người mà mới hoặc là ấy là nhiều khi luống cuống trong lúc đấy pin nó lại sắp hết rồi nữa là loạn quạng là không biết. Thế thì đây là cái cách để mình gọi nó về. Còn trong trường hợp hạ cánh thì trong này mình chỉ đây hạ cánh ấn H cũng được, thế nhưng mà khi nó gần rồi thì mình không nên ấn H nữa, bởi vì H đấy là nó tự động bay về thôi. Còn khi trong trường hợp này thì mình cứ hạ, nó đến đây rồi thì mình cứ hạ xuống xong mình cho nó xuống đấy, nó xuống đến tầm này khi cái tầm với của mình được rồi, hoặc là mình cho nó xuống hẳn, hoặc là nếu như mình ấy thì mình cứ để tầm này mình ra mình nhặt nó ở đây, ví dụ như em đang nhặt. Anh cứ gửi đi. À, động bảo là nó dừng. Các anh lưu ý nhặt nó từ dưới lên và nhặt đúng vào giữa để tránh trường hợp bị nó chém vào tay. Nó chém vào tay là rất là nguy hiểm. Thế nên bây giờ nó vẫn bay không? Mình phải ấn tắt. Khi nó vẫn quay thì anh cầm cần này anh kéo cái kim xuống. À, rồi ok. Kéo cái kim xuống này thì nó sẽ tắt. Anh cứ gửi đi. Đấy, đấy là cái cách để mình vận hành nó. Mình bay thì hai cái này luôn hướng về máy bay. Hai cái cần này ấy, thì một là nó có hai cách, một là mình vê về giữa, vê về nó thành cái chữ V này, hai là mình vẽ nó về đằng này, vẽ về đây cũng được, vẽ về đây này, nó cũng khởi động này. Okay. Đấy, còn nếu mình tát thì mình lại ấn như này là nó tát này. Đấy, còn trường hợp thứ hai là mình vê nó về giữa đây, nó cũng khởi động. Đấy, nó giống như đề máy, mình đề xong khi cánh quạt tay thì mình bỏ ra thì là nó cứ đứng im đấy, thì bắt đầu đi lên, mình cứ từ từ mình đi lên, gảy cái này đi lên. Trong mọi trường hợp khi mà các anh chưa định được hướng mà anh đang điều khiển mà anh cảm thấy nó đang chuẩn bị va vào cái gì, tốt nhất anh bỏ hết tay ra thì nó sẽ đứng im tại chỗ. Ví dụ anh đang đi này, bỏ ra cái là đứng im này. Anh cứ đi bắt đầu đâu mà anh thấy nguy hiểm cái là anh thả ra cái là đứng im này.
đấy, là nó sẽ đứng yên tại chỗ, nó không vận động nữa. Lúc đấy mình mới định hình lại là mình cho nó đi về hướng nào, thì đi về hướng nào như lúc nãy em nói là cái mũi tên này này đấy, nó sẽ thay đổi. Đây là giữa hai cái màn hình, đây là màn hình cam của nó đây. Thì trên này nó có cái này để quay điều chỉnh hướng quay đúng không, quay cái góc cam chứa này. Đấy, bay cao được bao nhiêu mét này? Cái này thì bay cao thoải mái, cao mấy thoải trăm mái mét anh ạ, mấy trăm mét phải đúng không anh? Đây là zoom, bên trái này là zoom. À, bay quay thì đây. Xếp em đang bỏ có đủ pin để bay đỉnh núi không? Bay thoải mái bay đi, anh cứ bay đi. Em bay lên đỉnh núi nhá. Bay sang. Pin 60-50% cái nào của máy hay của cái này anh? Của máy. Nhiều cấu tạo hơn. Cái này nổi bật của nó là chế độ mapping. Nó mép vinh được nên là nó sẽ rất là ấy. Con này đứng im hơn con anh Giang đúng không? Chị con anh Giang đứng nó vẫn này cũng bạn một con 100 triệu xong một con 10 triệu. Đủ, anh, con này điều khiển dễ lắm. Anh so con CRV với cả con Nativity của em đâu mà. À không. Không, nếu như bình thường mình không đấy thì nó sẽ không bao giờ nó tự nó tắt cả. Nó như anh bảo là bên kia khi mà gạt xuống thì nó đi xuống, khi mình dừng nó lại thì đây là chỉ đi lên đi xuống thôi. Đấy là mình cứ cho nó bay. Nó tự cảm biến được, không bao giờ nó dừng cánh đúng anh. Nó không dừng. Trong trường có trường hợp tắt khẩn cấp, nhưng trường hợp đấy là nó phải tổ hợp phím thì em sẽ không hướng dẫn các anh cái trường hợp đấy, bởi vì chẳng may các anh vô tình thử cái thì là không nên. Con cú này em nó có cái đang ở độ cao nó sẽ không bao giờ dừng. Bắt một phát là nó rơi. Nó sẽ không dừng. Nó có chế độ tắt gọi là cưỡng chế tắt đấy, thì ở bất kỳ vị trí nào, nhưng trường hợp đấy là cực kỳ nguy hiểm, nếu nó rơi xuống nó sẽ gây nguy hiểm cho những người bên dưới và bản thân nó, nên trường hợp đấy là em sẽ không hướng dẫn các anh làm cái việc đấy. Nên là sẽ chỉ hướng dẫn những cái bình thường thôi. Đấy. Camera đứng im luôn. Cái này phải tập thì... Không, cái này thì dễ thôi. Nó có. Cho nó quen cái tầm nhìn. Cái này nó có báo độ cao với. Có chứ, có. Khoảng cách. Để em nhìn soi với chị em. Đây, lên giữa đỉnh núi này ạ. Mét thế nhỉ? Đấy, nó đang ở giữa đỉnh núi rồi. Bây giờ mình quay xuống camera xuống mình xem thì mình quay đây. Ngồi lên một tí nữa mới lên đỉnh. Tây. Sườn bên kia đúng không? Vâng. Đây là trên đỉnh rồi, mình chụp được quay được cả bên trên này, là nó là bên đỉnh rồi đây này. Đấy. Nét lắm. Nét căng. Đấy nhá, thế trong trường hợp mà bay về đây lại như thế này, anh sẽ cho nó quay về đây này. Anh nhìn cái đường chạy, nó bao giờ nó cũng có một cái đường nối từ điểm ấy, thì bây giờ anh quay cho cái mũi tên nó quay về phía mình nhá. Nó quay theo cái chiều về đây này. Đấy. Khi nó quay theo chiều này rồi nhá, thì anh ấn nút tới thì nó sẽ chạy một phát chạy thẳng về chỗ điểm xuất phát luôn. Đấy, nó hơi lệch này thì mình lại chỉnh tiếp. Hơi lệch này thì mình lại chỉnh tiếp để cho nó quay về đây. Đây này, anh nhìn lúc nào nó cũng có cái đường nối. Cái đường nối giữa nó và điểm home là lúc nào cũng có. Đấy. Cái này mà đi đấy, anh thấy không? Bốn người xuống vẫn chỉ một người là đâu người quá là giống nhau. Độ cao là nó thể hiện ở đâu ạ anh? Độ cao của máy đang hiện đây đang ở độ cao ở đâu vậy ạ? Đây độ cao đây. À đây độ cao nó đang hiện ở feet, tí nữa em sẽ chuyển về mét để cho anh chị nhìn cho nó dễ nhá. Đây là đang ở feet đây này. Độ cao đây này. Bao nhiêu đấy ạ? À đấy, nó đang là độ cao đấy. Tương ứng khoảng bao nhiêu mét đấy? Nếu feet thì 100 mét đó. Đấy, nó khoảng quanh đấy, nó một feet nó khoảng 1.67 một feet. Ăn. À, mình hạ xuống, mình cứ hạ xuống như này thôi. Nếu mà mình để ý nhá, mình thấy nó vướng như này nhá, khả năng nó chạm nhá, thì mình lại tiến nó lên một tí này. Tiến nó lên về phía này một tí cho nó, mình cứ điều chỉnh dần. Ra bắt đi anh. Đấy, trường hợp anh đang bảo đấy ạ. À, gạt tối đa đấy. Không, gạt tối đa thì nó cũng chỉ lao xuống chứ nó không tự tắt. Nó sẽ không tắt. Đấy. Đấy, trường hợp này thì mình bắt nó. Không có gì cảm nó xuống đất luôn được. Không, mình sẽ đẩy nó về đây. Cầm ở giữa ấy. Khi nó dừng lại hẳn đã, bắt cầm đúng ở giữa từ dưới lên, còn nếu không là cánh nó sẽ đâm chém vào tay là sẽ nguy hiểm đấy. Không, mình như này mình sẽ dễ bắt hơn thấp thì nó dễ vòng tay này, nó sẽ khó hơn. À không, do điều khiển, anh đang điều khiển. Là do mình điều khiển. Đấy. Thế là thử như em vô tình hạ nó tận đây rồi. Được, không sao cả. Thì mình lại đẩy nó cao lên. Thì đây mình lại đưa lên đưa xuống, lại đẩy lên thôi. Có một cái mức hạn định nhỉ, lên đấy là nó ngừng lại. Đây thì nó chưa báo nhưng mà nó
đúng xa rồi. Là đã xa là nó đã quay về rồi. Không, nó báo là cứ 30% là nó báo. Em đang đặt là cứ 30% thì nó báo, nhưng trong trường hợp đây này, nhưng trong trường hợp ấy, nhưng trong trường hợp mà đây này, bây giờ em đang đặt 32% là báo pin yếu này, là nó sẽ báo, nó sẽ rung tay này, nó sẽ tít 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 nó rung này. Còn 10% nhá, 10% là tự hạ cánh. Nếu như 30% mà anh không cho nó đòi về, anh không cho về, anh cứ ép nó bay tiếp thì là nó sẽ vẫn bay. Ví dụ nó đòi về thì anh ấn cancel thì nó sẽ bay tiếp. Thì nó bay tiếp, nó bay đến lúc 10% là nó tự hạ cánh, mà lúc đấy anh không điều khiển được nữa. Nó hạ cánh bất kỳ chỗ nào nó đang đứng là nó sẽ hạ cánh xuống, nếu kể cả trong rừng sâu. Nếu trong trường hợp mà mức pin